Khánh Linh xin chào mừng tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện gì hot trên kênh MC Khánh Linh USA. Chúc quý vị một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui, làm việc gặp nhiều may mắn quý vị nhé. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay chia sẻ trong chương trình Chuyện gì hot là một cái chủ đề cũng khá là hot dành cho những ai đang quan tâm về tiền child tax credit. Có nhiều người hỏi Khánh Linh, em ơi tháng 1 này có không, tháng 2 có không, tại sao không có hay là tại sao phải có, chỉ nghe nói là ai cho nữa đúng không em? Rồi chúng ta cần những gì để chuẩn bị cho khai thuế kỳ này nếu những ai chưa nhận được tiền? Còn những người đã nhận được tiền, có thể chúng ta sẽ rơi vào trường hợp phải bắt buộc trả lại tiền nha quý vị nhé. Nếu quý vị khán giả nào quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay thì nhớ coi đến những phút cuối cùng của video quý vị nhé. Và đừng quên like và share video này đến cho tất cả mọi người. Quý vị đang theo dõi kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện gì hot với phương châm giúp đỡ cộng đồng và nói không với fake news và COVID. Còn chần chừ gì nữa nào, hãy cùng đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Thưa quý vị, những chương trình của Khánh Linh làm được bảo trợ bởi trung tâm New Horizon Academy, trung tâm dạy học cho các em học sinh từ kindergarten đến năm thứ 2 đại học trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ bằng hình thức online kể từ năm 2009 đến nay. Hiện tại thì trung tâm đang cần rất là nhiều tutor, đang mướn rất là nhiều tutor là những em sinh viên đại học đang học đại học, là những em ưu tú. Nếu quý vị đang có những con em đang cần những công việc nhẹ nhàng hay là những công việc mà phù hợp với các em khi các em còn đang đi học thì hãy gửi resume về trung tâm ở email là info@newhorizoncenter.com quý vị nhé. Thưa quý vị, trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Thì như quý vị biết rồi, Khánh Linh không nói lại nữa tại vì những video trước Khánh Linh đã nói rất nhiều về cái tiền child tax credit rồi. Thì khi mà ông Tổng thống Biden lên thì ông ký một cái đạo luật mới ha cho năm 2021, đó là tiền child tax credit 250 và 300. Thì chúng ta đã nhận được 6 lần từ tháng 7 2021 đến tháng 12 2021, tổng cộng là 6 lần rồi quý vị, đúng không? Thì chúng ta vẫn còn 6 lần còn lại. Tại sao? Vì khi mà ổng ký cái luật đó thì cái luật đó nó đang giữa chừng của nửa năm ha. Nó không có được đi một lèo nguyên cả năm. Cho nên chúng ta phải nhận trước 6 tháng, rồi 6 tháng còn lại thì khi chúng ta đi khai thuế vào tháng 3, tháng 4 của năm nay 2022 nè, thì chúng ta sẽ lấy lại một lần 6 cái payment mà chúng ta chưa được nhận. Tại vì phải có 12 payment thì mới đủ 1 năm đúng không quý vị? Thì chúng ta phải nhớ khi đi khai thuế, chúng ta phải nói với người khai thuế của chúng ta là chị chưa nhận đủ nha, nên phải làm cho chị là lấy 6 tháng còn lại nữa nha. Thì lát nữa Khánh Linh sẽ đi chi tiết hơn khi chúng ta đi khai thuế nha quý vị. Như quý vị biết rồi, nếu mà ai được lãnh tiền thì biết 300, ai được 300, ai được 250. 250 là dành cho những em từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi là được. Còn những em nào mà giống như nhỏ hơn, từ 6 tuổi trở xuống thì sẽ được cái tiền là 300 một tháng. Và những em nào mà trên 18 tuổi mà vẫn còn đi học đại học full time thì chúng ta vẫn được một lần 500 đồng khi chúng ta đi khai thuế. Nhớ nói người thuế làm cho mình nhé. Tuy nhiên cái việc mà tháng 1 này có còn được hay không, tháng 2 này có còn được hay không, bây giờ chúng ta bỏ qua cái tiền child tax credit của năm 2021 đi. Chúng ta đang nói về cái năm 2022 đây thưa quý vị. Cái mà 6 lần lãnh của 2021 rồi đi khai thuế lẫn thêm 6 lần nữa, đó là câu chuyện của 2021 nha quý vị nha. Bây giờ chúng ta nói về năm 2022. Như quý vị biết là một cái gói cứu trợ mới của ông Biden được đưa ra, đó gọi là Build Back Better. Cũng hay ha, vâng với quý vị, Biden Build Back Better, BBBB, 4 chữ B quý vị. Thì đây là một cái dự luật cũng khá là nhiều tiền nha quý vị. Thì trong đó nó sẽ gia hạn thêm 1 năm nữa tiền child tax credit 300 và 250 cho 12 tháng và cho 1 năm luôn đó quý vị. Thì nếu bây giờ cái luật đó được thông qua, nếu mà cái dự luật đó được thông qua tại cái thời điểm này thì có phải tháng 1 này các em được có tiền, tháng 2 có tiền, tháng 3 có tiền cho đến hết tháng 12 của 2022 hay không? Nhưng một điều problem là
bên Hạ viện đã thông qua cái dự luật này vào hồi tháng 11/2021 rồi. Bây giờ phải đợi gửi qua Thượng viện để Thượng viện coi là có đồng ý hay không, có bỏ phiếu hay không. Thưa quý vị, thì như sau khi mà Hạ viện đã đồng ý thông qua thì gửi qua bên Senate là bên Thượng viện quý vị, thì họ cũng đoán được cái mồi là không ai ở trong đảng Cộng Hòa của Thượng viện sẽ bỏ phiếu cho cái dự luật này. Và họ đang muốn chơi cái kiểu là 50-50. Và cộng thêm một phiếu của bà Phó Tổng thống Kamala Harris là 51, thì 51 sẽ thắng 50 của đảng Cộng Hòa, đúng không? Dân chủ thì thắng Cộng Hòa, thì cái dự luật đó nó sẽ trở thành luật rất là dễ dàng mà thôi. Nhưng, nói gì thì dễ, không có gì khó khăn hết. Nhưng, có một người senator, thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ, đó là ông Manchin của bên tiểu bang West Virginia. Ông này là không muốn thông qua, không muốn bỏ phiếu cho cái dự luật này. Nếu mà ông không bỏ phiếu là chắc chắn dự luật này sẽ không được thành luật, tại nó sẽ không đủ cái con số là 51 để thắng được ha quý vị ha. Thì ông này nói I can't, I just can't. Không biết vì sao nhưng ông nói là tôi chỉ không thể nào bỏ phiếu cho cái dự luật này được hết. Thì ông đã nói cái điều này hồi ngày 19 tới tháng 12 năm 2021 rồi. Thưa quý vị, thì tuần này bên Senate là bên Thượng viện đó, người ta đã trở lại đi làm, nhưng mà Hạ viện chưa có làm. Tuần sau thì cả hai bên Chambers là bên Thượng viện và Hạ viện sẽ đi làm lại, thì có thể người ta sẽ bắt đầu người ta làm việc trên cái gói cứu trợ của ông Tổng thống Biden, Build Back Better. Thì lúc đó mình sẽ biết. Nói chung bây giờ mình phải chờ thôi quý vị, mình không biết làm sao hết, đâu có kết quả, đúng không? Nhưng mà nếu mà tuần sau họ đi làm lại thì chắc chắn 15 tới tháng 1 là khó có thể có được cái check lắm nếu mà nó thông qua, tại gấp gáp quá. Thì bà Jen Psaki là thư ký của tòa Bạch Ốc đó quý vị, bà có nói là nếu khi mà trở lại làm việc mà hai bên thông qua trong tháng 1 thì tháng 2 cái tiền nó sẽ double lên. Thay vì nhận 250 thì nhận 500, hay là 300 thì nhận 600 quý vị. Tại tháng 1 chưa được nhận thì tháng 2 nhận double thôi. Rồi tháng 3 sẽ trở lại như bình thường, được paymently, được trả tiền mỗi tháng nha quý vị nhé. Nếu mà được như vậy thì quá sướng rồi. Cha mẹ có thêm tiền dư dả nuôi con, tại vì thực sự là thời buổi hiện tại thì inflation quá nhiều, lạm phát quá cao ha. Nói chung cái gì cũng tiền nhiều quá thì cũng khó ha quý vị ha. Và một điều mà Khánh Linh cũng đã nói cho quý vị rằng là những ai đã nhận tiền Child Tax Credit thì chúng ta trong tháng này, tháng 1 này, chúng ta sẽ nhận một cái lá thư từ bên sở thuế của về tiền cái Child Tax Credit. Cái thư đó nó là số 6419 nha quý vị nha. Chúng ta cần phải giữ cái thư này để khi chúng ta đi khai thuế thì người khai thuế người ta nhìn vào, người ta biết cái số tiền mình nhận chắc chắn là bao nhiêu. Chứ đừng nói chị nghĩ là chị có mấy ngàn á, chị nghĩ là chị nhận được nhiêu đây. Không có nghĩ nha quý vị. Khai thuế là quan trọng, không có nghĩ nha quý vị. Quý vị nghĩ một cái là khi người ta file một cái là chúng ta phải amend cái return, nó rất là mệt nha quý vị nha. Phức tạp lắm á. Khánh Linh nói trước, báo trước cho quý vị như vậy rồi. Còn những ai mà không nhận được, chưa nhận được tiền hay là nhận quá nhiều, thì bây giờ Khánh Linh sẽ chia ra hai trường hợp để giải thích cho quý vị biết nha. Trường hợp đầu tiên đi, là nếu mà chúng ta nhận quá nhiều thì có bị lấy lại tiền hay không? Quá nhiều nghĩa là sao? Có nhiều trường hợp nhận quá nhiều, thì đây Khánh Linh sẽ giải thích cho quý vị. Bây giờ Khánh Linh sẽ nói sâu hơn cho quý vị dễ hiểu nha. Những cái người mà cần phải trả lại tiền thì không phải lúc nào mình cũng phải bị trả lại tiền nha quý vị. Nó còn dựa vào là income mình có thay đổi hay không. Filing status là status tiếng Việt dịch là gì ta? Giống như cái trường hợp khi mình đi khai thuế là single hay là married hay này nọ đó, nó có thay đổi hay không. Con của mình có còn ở với mình hơn nửa năm hay không đó, thì đó dựa vào cái đó nữa quý vị. Mà quý vị nên nhớ cái tiền Child Tax Credit người ta cho là dựa vào income của năm 2020. Người ta lấy cái đó làm cái base để người ta cho tiền mình. Nhưng nếu trong năm 2021, tại vì cái Child Tax Credit là của 21 mà quý vị, và nếu 2021 mà income quý vị quá cao, cao hơn cái ngưỡng đủ điều kiện để được cho, thì có thể quý vị phải trả lại tiền. Hay cái trường hợp khác là gì? Đứa trẻ không ở với cha mẹ ít nhất là nửa năm.
hay là cha mẹ ly dị rồi người này nhận đứa con này nuôi rồi người kia không được nuôi con đó, thì đó đó cũng là một cái vấn đề nha quý vị ha. Hay là quý vị filing status change, có nghĩa là thay vì hồi đó mình là filing marriage together, chung với nhau, jointly, nhưng mà tự nhiên năm sau mình không thích, tôi thích separately, tôi thích riêng ra. Hay là bây giờ mọi người trở thành single mom rồi đó, nó khác thì có thể nó cũng sẽ bị thay đổi cái điều kiện để mình được nhận tiền nha quý vị. Hay là bây giờ chúng ta không ở Mỹ nữa, chúng ta mua nhà đi ở nước khác và chúng ta vẫn nhận tiền child tax credit và chúng ta ở ngoài nước Mỹ hơn nửa năm, đứa trẻ cũng ở chúng ta ngoài nước Mỹ luôn, thì coi như là cái tiền này là không có đủ điều kiện để mình nhận nha quý vị. Có thể là khi mà chúng ta khai thuế thì trên sở thuế người ta sẽ coi lại, người ta audit mình, người ta coi là ồ mình có nhận tiền quá nhiều hay không, hay là có hội đủ điều kiện hay không, hay những gì đó đã thay đổi rồi thì có thể là mình phải trả lại một phần tiền nào đó, hay là trả hết toàn bộ tiền, hay là không trả gì hết, cũng còn tùy thuộc vào cái trường hợp của quý vị nữa nha. Đó là trường hợp nhận quá nhiều tiền phải trả lại tiền, hay là không đủ điều kiện nhận tiền phải trả lại tiền. Nhưng có những trường hợp tôi đủ điều kiện nha, và tôi không có đồng nào hết, tôi chưa nhận được cái gì hết, thì quý vị hãy an tâm. Hay có những trường hợp mà tháng nhận, tháng không được nhận, không biết tại sao, không biết tiền nó mất tiêu rồi à, thì trong những cái trường hợp như vậy, đầu tiên Khánh Linh nói nếu mà quý vị chưa nhận được, quý vị chọn cái chương trình opt-out thì quý vị đợi đi khai thuế, quý vị lấy một lần 12 tháng luôn cho nó nhiều. Cho nó nhiều à. Còn những ai mà giống như có tháng nhận, có tháng không, bị lạc tiền hay như thế nào thì quý vị đừng có lo lắng. Quý vị có thể điền cái form gọi là 3911 Payment Trace, là chúng ta bị lạc hay là chúng ta không nhận được tiền, thì cái form đó để chúng ta kiếm lại tiền của chúng ta. Mà chúng ta phải đợi, giống như thường là nếu mà chúng ta chưa thấy tiền vào trong vòng 5 ngày direct deposit, hay là khoảng 4 tuần nếu mà chúng ta nhận bằng tiền check á, thì chúng ta bắt đầu mới làm cái form đó. Nhưng Linh nghĩ quý vị không nên làm. Tại sao? Tại vì đang tới thời điểm mà chúng ta đi khai thuế nè quý vị. Chúng ta lợi dụng cái thời điểm khai thuế đi, chúng ta claim một lần luôn ha. Chúng ta nói với cái người khai thuế của chúng ta, làm dùm em cái form 8812 Child Tax Credit. Thì khi mà họ làm như vậy thì họ sẽ lấy lại những cái tiền mình bị miss, bị không có đó quý vị ha, cho cái tiền Child Tax Credit của mình. Thì nó sẽ dễ dàng hơn và nó nhanh hơn. Chứ nhiều khi làm cái 3911 form á, nó lâu lắm quý vị. Cái đó là trong trường hợp là giống như là khi mà mình mới được nhận tiền, giống như mình còn thấy mấy tháng nữa mới tới cái lúc khai thuế thì thấy lâu quá, mình tôi muốn có tiền thì tôi làm cái form đó. Còn bây giờ tới cái mùa thuế rồi thì thôi đợi thuế làm thì claim một lần luôn, nó dễ. Người bên sở thuế người ta thấy cũng rõ ràng hồ sơ, nó cũng dễ dàng hơn nữa nha quý vị ha. Và nhớ một điều nha, những ai sinh con trong năm 2021, ngay cả ngày 31 tháng 12 2021 thì quý vị vẫn claim được cái tiền Child Tax Credit là 3.600 cho con của mình khi chúng ta đi khai thuế luôn nha quý vị nha. Nhớ nhắc người làm thuế làm cái này cho quý vị. Và nếu bây giờ một câu hỏi rất là lớn, nếu bây giờ mà cái Build Back Better của ông Biden nó không thông qua thì không gia hạn thêm một năm tiền Child Tax Credit như vậy thì sao? Thì sao? Tôi có được tiền Child Tax Credit nữa không? Vâng, nó sẽ trở lại với cái quy luật cũ của nó, là một cái act của năm 2017, là từ 2018 đến 2025 thì tiền Child Tax Credit sẽ là 2.000 cho những ai income từ 200.000 trở xuống single. Còn những ai mà gọi là married joint, chung với nhau, cha mẹ đó, mà 400.000 trở xuống thì vẫn được 2.000 cho mỗi một đứa trẻ đủ điều kiện nha quý vị nha. Mà quý vị biết sao không? Hiện tại thì tại ông Biden cho thêm một năm thì nó là 3.600 hay là 3.000 mà thôi, đúng không? Nhưng mà xưa đến giờ vẫn là 2.000 nha quý vị. Nếu quý vị không được 3.600, quý vị không được 3.000 thì quý vị vẫn được 2.000. Nhưng mà cái 2.000 này cũng hơi kỳ, nó không phải là refundable hết như là 3.000 và 3.600. Có nghĩa là sao mà nó không được như vậy? Người ta nói là mỗi đứa trẻ đủ điều kiện thì sẽ được 2.000, đúng không? Nhưng mà cái 2.000 đó khi mà quý vị nợ thuế, ví dụ quý vị năm đó quý vị nợ thuế là 1.500 đi, thì mỗi đứa trẻ là 2.000, 2.000 trừ 1.500 là mình nhận được lại có 500 thôi quý vị. Còn nếu trong trường hợp mà năm đó tôi không có trả một đồng thuế nào hết, tôi không có thiếu nợ thuế gì hết á, thuế tax liability của tôi là zero, thì tôi có được nhận 2.000 hay không, cho đứa con tôi được đủ điều kiện không? Xin thưa không,
chỉ được nhận tối đa là 1.400 đồng trả lại cho đứa trẻ đó mà thôi nha quý vị nhé, không được full 2.000. Ok, full 2.000 là khi nào lấy 2.000 đó trừ với cái tiền nợ thuế còn dư lại bao nhiêu lấy lại. Nhưng còn nếu mà không nợ thuế thì maximum một đứa trẻ quý vị chỉ lấy được 1.400 mà thôi. Quý vị thấy những thông tin này có hữu ích hay không? Thì đừng tiếc với Khánh Linh, hãy share và like video này để cho nhiều người càng biết thêm. Có những thông tin hữu ích thì quý vị có thể chuẩn bị cho mình một năm khai thuế không nhiều gặp nhiều rắc rối nha quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thật nhiều đã ủng hộ MC Khánh Linh USA Channel. Quý vị ơi cũng hãy ủng hộ luôn kênh số 2 của Khánh Linh, đó là Khánh Linh Cuộc Sống Mỹ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo, có những chương trình rất là hot cũng như là chương trình MC Khánh Linh Talk Show với những nhà bảo trợ cũng như là những khách mời của chương trình đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng của chúng ta. Và cũng đừng quên ủng hộ những nhà bảo trợ đó nha quý vị nhé, hay là những khách mời có những cái business mà Khánh Linh đã gửi đến cho quý vị. Xin chào, chúc quý vị vui vẻ ạ. Xin chào, tôi năm nay 56 tuổi, tôi đang sinh sống tại Toronto, Canada. Tôi đã tham gia lớp học online ESL người lớn tại trung tâm New Region. Sau thời gian học thì tôi cảm thấy tôi tự tin hơn khi tôi giao tiếp với người bản xứ như đi chợ, đi ngân hàng, đi làm. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các giáo viên tại trung tâm đã giảng dạy cho giúp tôi có những bài học sát với thực tế, giúp cho tôi sớm hòa nhập với cộng đồng.